Cách xác định một best kéo qua các cấp độ. Level 1 kéo bằng thước. Ta sẽ giữ chiêu 2 làm cây thước để căn chỉnh và kéo. Level 2 kéo không ngắm. Chiêu 2 vuốt luôn không giữ. Level 3 kéo cộng tốc biến. Ta sẽ nâng cao từ level 1 cộng tốc biến để đưa địch qua địa hình hoặc vào tầm bắn của trụ. Level 4 tốc biến và kéo. Đây là kỹ năng nâng cấp từ level 2, tốc biến và vuốt kéo nhanh. Khi ta lộ sai bằng tốc biến, kéo địch sẽ bất ngờ và tăng tầm kéo. Level 5 kéo và canh timing. Chúng ta kéo trước khi địch lộ sai. Bằng cách canh thời gian địch sẽ xuất hiện và vị trí địch sẽ vào tầm kéo. Level 6 kéo hách não. Đây là kỹ năng cần sự tỉnh táo và phán đoán kỹ năng địch sẽ sử dụng tiếp theo để chặn đầu. Level mass, kéo tốc và hack não. Sự kết hợp từ level 2, 4 và 6 sẽ tạo ra những siêu phẩm như này. Các những ai đam mê gờ rách vào đây comment level nào.